Ngọc Quang Bắc Giang xin được giới thiệu về sản phẩm loa. Loa này gọi là loa liền công suất hay còn gọi là loa kéo. Đấy. Dòng loa này thì các bác sẽ được sử dụng là một loa này và hai cái mic không dây để các bác hát gia đình, hát tập thể, hát nơi công cộng hoặc phục vụ cho lớp học này, phục vụ cho tập thể này. Đấy, hát rất là rõ ràng và rõ tiếng. Đấy. Đặc biệt là các bác chỉ cần dùng một chiếc điện thoại kết nối bằng Bluetooth, có thể cầm chiếc điện thoại, cầm mic, hát, nhìn màn hình điện thoại là sẽ ra loa. Đấy, và dòng loa này thực sự là bên em là cung cấp phân phối rất là nhiều, nhưng mà hôm nay tiện đây thì có vài chiếc ở bên ngoài em giới thiệu với các bác. Mã sản phẩm là AAF, dòng mã ký hiệu 1518, dòng màu đen đấy và màu vàng đều có các bác nhá. Đấy, mã sản phẩm này là mã cao cấp cao tiền này, 3.600.000. Và cái mã sản phẩm 1509GB, mã này thì nó rẻ hơn khá nhiều các bác, cùng đều là bát 40, nhưng mã sản phẩm cái đời này này, dòng này tiếng nó cực kỳ là hay, dày ấm đấy và chắc chắn, kể cả như vỏ thùng nó cứng cáp chắc chắn, em cũng chưa bóc được, lướt qua để các bác biết thôi. Và giá thì em báo rồi, nếu thực sự trên giá thị trường các bác mua những sản phẩm chất lượng được như thế này thì anh em cũng phải mua đến giá ngoài 4 triệu cơ. Đấy. Em cung cấp và phân phối với cái giá bán sỉ như bán lẻ như bán sỉ luôn, với giá rất hợp lý cho các bác, 3.600.000. Rất hay đối với mã sản phẩm này. Còn cái này thì em sau em xem lại sổ thì giá nó rẻ, thì nó tầm khoảng 3 triệu thôi. Đấy. Cũng là bát 40 nhá. Và thông báo các bác tất cả dòng loa kéo hãng gì thì hãng đều là made in China. Vâng, rất cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Và những sản phẩm đã được đóng gói, những cái đơn cuối buổi chiều ngày hôm nay, những cặp 455, những cặp loa Eric đã đóng bên ngoài kia, sáng mai sẽ chuyển nốt cho các bác chiều nay. Và sáng nay thì các bác đã, anh em bưu điện Viettel đã bốc hàng rồi, thì còn một số đơn sáng mai em sẽ chuyển sớm theo đường ô tô cho các bác. Và bên Ngọc Quang những thời buổi là thời điểm này